Người đàn ông vừa mở màn che và nhìn một cái, sau đó ông ta ra hiệu cho đồng đội kéo cần mở van xả dầu, chỉ thấy nhiên liệu màu đỏ liên tục chảy ra từ bình phun xăng, trong khi đó những người trong buồng vẫn đang ngủ say. Sau đó, hai phi công mang theo dù cứu hộ trên lưng, cẩn thận đi lách qua bên cạnh họ. Tuy nhiên, ngay lúc họ mở cửa buồng lái, luồng gió mạnh làm lông gà trong lồng bay lung tung, ngay lập tức hai phi công vội vàng nhảy dù để thoát hiểm. Khi người phụ nữ tỉnh dậy và đi vào buồng lái, thế nhưng lại không nhìn thấy phi công đâu. Trong khi đó, máy bay sắp đâm vào ngọn núi tuyết phía trước, người phụ nữ hoảng sợ gọi tiến sĩ John tỉnh dậy. Tiến sĩ John còn tưởng rằng đã đến nơi, còn chưa kịp hiểu gì đã bị người phụ nữ kéo vào buồng lái. Khi ông ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta liền hoảng sợ, sau đó vội vàng ngồi vào ghế lái. Thế nhưng ông ấy chưa từng lái máy bay và không biết cách điều khiển. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh quan sát bảng đồng hồ, ông ấy không chỉ phát hiện cảnh báo mức nhiên liệu trên đồng hồ, mà ngay cả cánh quạt hai bên cũng liên tục giảm tốc, và máy bay cùng với đồng hồ vòng quay giảm tốc nhanh chóng. Nó bắt đầu rơi tự do và lao về hướng ngọn núi. Nhưng điều tồi tệ hơn lúc này là một cậu bé nói với ông ấy rằng trên máy bay không có dù cứu hộ. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên sợ hãi nhìn về phía trước, bởi vì máy bay chuẩn bị đâm vào đỉnh núi trước mắt. May mắn là chỉ có bánh xe của máy bay va vào nó. Tuy nhiên, vào lúc này, tiến sĩ đã chuẩn bị một chiếc thuyền cao su. Sau đó, ông ấy kêu hai người ôm chặt lấy eo mình. Giây tiếp theo, ông ấy liền mở chiếc thuyền cao su ra. Bọn họ thả người nhảy xuống từ máy bay, chỉ thấy chiếc thuyền cao su trên không trung như cánh hoa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết trên dốc núi. Chiếc thuyền cao su vừa rơi xuống, nó tiếp tục trượt xuống theo độ dốc của núi. Lúc này, máy bay rơi đâm vào dãy núi và phát nổ. Trong khi đó, tốc độ trượt của chiếc thuyền cao su vẫn không hề giảm. Ngay khi họ tưởng rằng không va vào vật thể nào, thế nhưng chiếc thuyền cao su đã vô tình lao ra khỏi vách núi. May mà bọn họ an toàn rơi vào dòng sông dưới vách đá, nhưng dòng nước mạnh lại cuốn họ đi xuôi theo dòng, làm cho họ không cách nào dừng chiếc thuyền cao su lại. Sau một thời gian khó khăn, cuối cùng bọn họ đã an toàn vượt qua thác nước đến khu vực hạ lưu. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống thả lỏng. Cuối cùng bọn họ cũng đã thoát khỏi nguy hiểm.